Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 56, hồi 67, phá ẩu giặc. Quả không ngoài ý liệu, Trịnh Thiên Vân và Võ Nguyên Khánh hai người thấy Hoàng Dược Sư trở lên bờ, song sáo giữa sườn tên núi kiếm như chỗ không người, trong khoảnh khắc giết hại hơn mấy trăm bộ hạ của mình. Tuy trên đảo đồng đảng có hơn 2-3 ngàn, nhưng bọn chúng thấy Hoàng Dược Sư giết người như ngoé, đã bay hồn mất vía, còn đâu can đảm để tác chiến nữa. 36 kế nhanh chân chuồn trước sớm phút nào hay phút nấy, nên Trịnh Thiên Vân và Võ Nguyên Khánh thừa lúc Hoàng Dược Sư đang đối phó với dàn quân phòng thủ kho phòng bên ngoài, hai người dắt theo vài mươi tên thân tín lòn ra ngã sau chạy xuống núi. Tới bờ biển, chợt thấy chiếc lầu thuyền của Hoàng Dược Sư còn đậu ở đấy. Trịnh Thiên Vân nhớ đến 20 vạn lượng bạc chất trong thuyền kia, tự nghĩ mình đã kể như phế bỏ cả cơ nghiệp trên Hắc Phong đảo, song còn nhặt lại được số bạc 20 vạn kia trốn đến Triết Giang, Phúc Kiến hoặc nơi nào cũng sống vương giả suốt nửa đời người. Nhưng Trịnh Thiên Vân, Võ Nguyên Khánh tuy thông minh, bọn cướp cũng đâu dạy gì. Bao nhiêu thủ hạ theo phò hai anh em Đông Hải Vương từ bao năm nay, thấy thủ lãnh của mình trong cơn nguy khốn chỉ nghĩ đến bản thân mà bỏ rơi tất cả anh em trên đảo, mặc cho kẻ ngoài sát hại, lại còn túm theo cả số tài sản định trốn khơi khơi để hưởng lấy an nhàn một mình. Bọn chúng đâu dễ làm thinh, nhất tề la lối nguyền rủa vang lên. Đúng lý ra, gặp lúc nạn, mạnh ai nấy trốn. Vả lại Hắc Phong đảo không phải chỉ độc có một chiếc thuyền ấy thôi, nhưng vì bọn chúng đã quen thói tham lam ích kỷ, thấy chủ tướng ôm theo cả một số bạc to, còn mình trái lại, những một ten lẫn lưng, tiền bạc đều cất trong kho phòng bí mật trên ngọn núi kia, đại trại bị phá tan hoang. Có tên nào mà đủ gan mật trở lại mạo hiểm với lửa đỏ và bị sát nhân họ Hoàng nọ giết để tìm tài vật phòng thân? Chạy trốn chẳng tiền nong, mà vàng bạc thì chạy chủ định túm gọn cả gói. Tất nhiên chúng đâu có chịu trố mắt nhịn thèm, nên bọn giặc tập trung trên bãi biển để kỳ kèo với chủ của mình. Trịnh Thiên Vân, Võ Nguyên Khánh dắt theo vài mươi tên tâm phúc lên cả thuyền, vừa định trương buồm đào vong, nhưng lại bị đám thủ hạ níu kéo đòi lại chẳng cho đi, nhất định đòi chia chác cho nghe mới được. Trịnh Thiên Vân cả giận quát mắng: đâu có lộng hành như vậy được, cho đến chết bọn chết bầm này cũng chẳng xem trại chủ ra gì, định vì một số bạc vô chủ này mà làm khó dễ với ta chăng? Bây đầu xô tất cả bọn này xuống khỏi đoàn ngang, bảo bọn chúng buông dây ra, tên nào cứng đầu chém hết cho ta. Đám thuộc hạ trên thuyền bình thường rất mục phục tùng lệnh chạy chủ, nhưng vì đám tập trung trên bờ biển quá đông mà cũng không thể cường lệnh của chạy chủ, miễn cưỡng vung đao đâm chém bừa bãi. Trong lúc hai bên còn đang giằng co nhau thì Hoàng Dược Sư đã đuổi tới nơi rồi. Hoàng Dược Sư thấy bọn cướp láo nháo trì kéo lẫn nhau thì chẳng cần phân tách lỗi phải ra sao nữa, chàng tung mình nhảy vút vào giữa đoàn giặc, hai tay túm lấy hai tên quăng bổng lên trời. Hai tên cướp rơi lộn mèo mình trên đồng bọn, làm cho bọn chúng té ngửa đùng cục lẫn nhau, vừa quăng nhau vào đoàn cướp, cứ thế quăng luôn 7-8 cặp thì đã có trên mấy mươi tên té lăn cù nhau dưới đất. Bọn giặc không khỏi loạn cả lên, la hét như điên, ùng ùng chạy toán loạn khắp tứ phía. Trịnh Thiên Vân thừa cơ hội lộn xộn trên bờ biển, chạc đến đầu thuyền rút đao chặt đứt dây chở đói, đồng thời thúc giục: anh em đâu, trương buồm lên cho mau. Mười mấy tên thủ hạ trên thuyền vội căng buồm lên cao. Võ Nguyên Khánh cũng hét lớn ra lệnh: bỏ sao, chèo rút. Tức thì trên mấy chục dầm lẫn xào đập loạn xọ, lõm bõm dưới mặt biển lanh như con thoi. Trong khoảnh khắc chiếc thuyền đã rời khỏi bờ mấy trượng. Hoàng Dược Sư liên tiếp quăng thảy đám cướp xông xáo vào đoàn người như sóng tràn đê vỡ. Lướt đến gần được bờ biển thì chiếc thuyền chở Trịnh Thiên Vân đã trời xa khỏi trên 10 trượng rồi. Hoàng Dược Sư thấy bọn giặc đắp thuyền trốn chạy, còn chở theo cả 20 vạn lượng bạc của mình, thì ngoài cả ý liệu định. Chàng
nhìn khoảng cách giữa chiếc thuyền và bờ biển rồi lập tức hú lên một tiếng thanh tao, nhảy vút khỏi bờ đảo, tung cao lên 2 trượng, đoạn ở khoảng không lộn người lại, chân trên cao, đầu cúi xuống phía mặt nước. Nhưng kỳ thật thì chàng không hề chúi tõm xuống nước, mà chờ khi rơi là xuống mặt nước. Song chưởng vỗ mạnh lên mặt nước, người chàng tựa như con hải yến xẹt phút trở lên 3 trượng. Song vì lúc Hoàng Dược Sư phi thân khỏi bờ biển thì nước chảy xiết, do đó chiếc thuyền chở bọn cướp lại trôi dạt ra thêm 1-2 trượng xa. Nói một cách rõ hơn là đã kéo dài được một khoảng cách với Hoàng Dược Sư vậy. Kể cũng đáng khen, đào qua đảo chủ chẳng chút bối rối. Lần thứ 2 rơi xuống nước, chàng cũng y theo cách thức trước, lại bay vút trở lên tựa như con chuồn chuồn dẫn nước. Liên tiếp 4-5 lần xà xuống vượt lên như thế, đã nhảy đáp lên sập thuyền giặc rồi. Trên người Hoàng Dược Sư không dính một chút nước, mà có thể vượt qua 20 trượng xa trên mặt biển, nhảy lên thuyền một cách nhẹ nhàng như chiếc lá rụng, khiến bọn cướp vừa khiếp phục vừa kinh sợ kêu lên quay quái. Hoàng Dược Sư chân vừa đặt lên sập bán, một cước dưới, một quyền trên, trước tiên triệt 2 tên cướp phụ trách ở lái thuyền văng tõm xuống biển như 2 quả khí cầu. Cùng trong lúc ấy, từ phía hậu của chàng liên tiếp tréo lên tiếng xé gió vù vù do những phiêu thương của mấy tên cướp đứng trên bè thuyền phía hậu phóng lại. Những mũi tiêu thương ấy là loại khí giới dùng để đâm cá, nơi đầu mũi có chiếc ngạnh thật sắc. Hoàng Dược Sư cười lên như ma kêu quỷ hú, ngoáy tay một cái đã bắt gọn mấy mũi phi thương vào tay, đoạn phất mạnh áo trở ra, dùng công phu đàn chỉ thần công cho mũi phiêu thương bay về nguyên chủ. Lối ăn miếng trả miếng của chàng vừa độc vừa chuẩn. 4 mũi phiêu thương phân ra 4 nẻo, ghim lúc từ trước ngực ra đến sau lưng 4 tên cướp. Bọn chúng chưa kịp ối cha một tiếng đã vật ngã xuống sập thuyền, chết lập tức. Kỳ dư bao nhiêu bọn cướp còn lại thấy quay thế Hoàng Dược Sư như vậy hết dám chống cự, nhưng ngặt nổi trên thuyền lại chẳng có nơi nào để trốn chạy, chỉ còn có cách trụ nhau, nhào đầu đùng đùng xuống biển để lặn trốn khỏi tay sát thần họ Hoàng kia. Những tên còn lại khá bình tĩnh thì không hồn lội trở vào bờ, còn những kẻ quá ngu chỉ nhắm mắt nhắm mũi bơi cho xa, đến khi sức cùng hơi tàn bị sóng triều nhẫn chìm xuống đáy biển sâu. Trịnh Thiên Vân, Võ Nguyên Khánh hai người thấy Hoàng Dược Sư nhảy lên thuyền mình giết người như cỏ, sợ quấn quýu tay chân, bọn chúng lết từ đầu thuyền đến cuối thuyền, rồi từ cuối thuyền lết tới mũi thuyền. Hoàng Dược Sư nhìn thấy mặt hai tên, tức thì ào một tiếng gió, người chàng đã nhảy đến đầu thuyền như con đại bàng, đáp xuống trước mặt hai người cách chẳng đầy 2 tấc. Trịnh Thiên Vân kêu lên lia lịa: khoan đã, tôi muốn nói. Hoàng Dược Sư cất giọng âm trầm như quỷ đêm hỏi: còn muốn nói gì? Mi bức tử vợ chồng Phùng Lai, ta đã bảo mi đưa trà 20 vạn lượng bạc để thường mạng, mi lại ẩn lòng lan dạ độc, bề ngoài giờ phục tùng, bên trong âm thầm tìm cách ám hại hoàng mẫu ta, còn lại nhảy cái gì nữa, mau trở đạo tự sát để khỏi nhọc sức ta. Trịnh Thiên Vân biết chẳng còn nài nỉ vào đâu được, mặt như tro xám. Võ Nguyên Khánh trong đầu bỗng lóe lên một ý định, liền lên tiếng: họ Hoàng kia, trên đất liền tài nghệ ta chẳng bằng mi, nhưng dưới nước chưa chắc bọn ta đã kém mi. Nếu người quả thật là bậc hảo hán, hãy nhảy xuống nước cùng chúng ta quyết chiến thử xem ai hơn ai kém. Hoàng Dược Sư lạnh lùng cười khang và nói: bọn người trên bờ bị thịt như thế, e dưới nước cũng chẳng ra cái cốc rác gì. Được lắm, chỉ cần bọn bay đành giả chết thì dưới nước hay trên bờ cũng chẳng hại gì. Đoạn song chưởng cuốn tròn một vòng rồi đẩy mạnh trở ra và nói: hay tên chó chết, mau trút xuống nước cho ta. Chàng chỉ dùng có 2 thành công lực phách không chưởng, mà Trịnh Võ hai người đã bị kình lực của chưởng phong hút tuốt xuống biển, đánh ầm một tiếng, nước bắn tung tóe vào bè thuyền. Hoàng Dược Sư cũng quát to một tiếng và nói: ta cũng nhảy xuống biển, bọn người có bao nhiêu bản lãnh cứ việc đem ra hết thi thố, kẻo chết còn ướt lòng không nhắm mắt được.
Dứt lời, chàng liền nhúng chân nhảy vụt xuống biển. Dưới nước sâu cũng có thứ khí giới khác biệt chuyên để sử dụng dưới nước. Trịnh Thiên Vân và Võ Nguyên Khánh là hai tên cướp biển thiện nghệ lâu năm trên miền Đông Hải, tinh thông thủy tánh là chuyện tất nhiên. Nếu chẳng thế, bọn chúng làm sao có ngoại hiệu là Thống Hải, Trường Kinh và Cầu Đủ Cửu Đầu Ngân Ngao được? Bởi thế chúng dư hiểu trên thuyền không sao chống lại nổi Hoàng Dược Sư, hy vọng với ngón sở trường dưới nước mạo hiểm để cầu may. Dù chẳng đấu lại đối phương thì dưới mặt bể mênh mông nước thẳm cũng dễ trốn chạy hơn là bó tay chờ chết. Hoàng Dược Sư đâu phải là hạng người như chúng tưởng, làm gì chẳng hiểu rõ tâm ý của chúng. Vừa ném hai người xuống biển xong là lập tức chàng nhảy canh dòm chừng rồi. Trịnh Thiên Vân thấy Hoàng Dược Sư phân nước vẹt tới, liền với tay rút một đôi phân thủy Nga Mi Thích buộc sẵn nơi bắp đùi ra, hộp người chỏi chân một cái đã lặn xuống thật sâu, rình chờ Hoàng Dược Sư lỗ ngang đến đầu mình sẽ xuất kỳ bất ý trồi lên đâm vào chỗ yếu nơi bụng đối phương. Dưới mặt nước nhìn đồ vật thật khó, song Trịnh Thiên Vân nhờ sinh sống lâu ngày trên mặt biển, nửa đời người lập bạn với biển cả, nên dù lặn dưới mặt biển một trượng sâu cũng có thể nhìn lờ mờ một vật ở xa ngoài 7-8 thước. Ngờ đâu y hôm nay gặp phải Hoàng Dược Sư, một con người đã nửa đời làm bạn với bảy khơi, thủy tánh còn cao hơn y gấp 10, nên Hoàng Dược Sư từ xa đã thấy rõ Trịnh Thiên Vân đang lăm lăm trên tay ngọn binh khí sáng loáng phản chiếu trong ánh nước, liền mắng thầm: thật là đồ trước cửa lỗ bàn mà dám múa búa. Chàng chợt nhìn thấy Võ Nguyên Khánh đang lội ở cách phía Trịnh Thiên Vân độ 3 trượng, sực nghĩ được một kế, liền bỏ mặc gã họ Trịnh ở đó, quay mình lội theo Võ Nguyên Khánh. Gã họ Võ đang lặn dưới nước, thình lình nghe sau lưng có tiếng nước khô động, biết là Hoàng Dược Sư đuổi theo mình. Không dám chần chờ, vội ngoái tai một cái, ánh sáng lạnh liền loáng lên, một ngọn ám khí vẹt nước băng băng bay đến tấn công Hoàng Dược Sư. Một môn ám khí của gã họ Võ vừa rồi tên Ngư Vị Can Thoa. Thật ra khi ở dưới nước giao đấu nhau, vì có sức nước cản trở nên bất luận là binh đao ám khí cũng khó mà sử dụng. Thứ nhất là áp dụng khám khí càng thêm khó. Chẳng qua loại ám khí Ngư Vị Can Thoa của Võ Nguyên Khánh sở trường ở dưới nước sâu, nhờ một cái lò xo trong ống thiết giấu dưới tay áo đẩy bật ra, có thể xuyên qua sức nước ngăn trở giết chết đối phương trong vòng 1 trượng. Hoàng Dược Sư chợt thấy trong làn ánh sáng lấp loáng có một vật ám khí hình cá lao đến trước mặt, chàng liền nhanh tay chộp lấy rồi lặn sâu xuống nước. Võ Nguyên Khánh thấy ám khí mình vừa phóng ra, liền có một bóng người tự dưng chìm sâu xuống nước, ngỡ là đã thu hoạch được công hiệu, thầm mừng rỡ trong lòng, vội đạp chân quay lại, hai tay vẹt nước băng băng định xem cho tỏ rõ. Hoàng Dược Sư lẽ như cắt từ dưới sâu bắn vọt lên, một tay chộp lấy cổ chân của hắn dìm xuống đáy nước. Phàm những kẻ lặn lội dưới nước tối kỵ là bị người khác giữ lấy tay chân dìm xuống đáy sâu, dù thủy tánh tinh thông đến bậc nào cũng phải cậy vào tứ chi để xoay tròn, nên khi Võ Nguyên Khánh vừa bị nắm lấy cổ chân đã hiểu ngay mình bị lừa, dù cho vùng vẫy cũng vô ích, trái lại còn bị uống phải nước biển, mà khi uống nước vào bụng rồi thì dầu tinh thông thủy tánh thế nào cũng phải đi đời. Võ Nguyên Khánh cố nhịn hơi, định bụng tìm cơ hội phóng ra ngọn Ngư Vị Kim Thoa thứ hai, hoặc may trong cái chết tìm lấy ngõ sống. Hắn đâu có dè là kẻ cao vẫn còn có kẻ cao hơn. Hoàng Dược Sư chụp được cầm chân của đối phương, liền đẩy mạnh hắn về phía Trịnh Thiên Vân đang ẩn mình. Gã họ Trịnh nằm mơ cũng không ngờ rằng đồng bọn mình đã bị Hoàng Dược Sư bắt sống và đẩy sang phía mình. Trịnh Thiên Vân đang trầm sâu dưới đáy nước, đôi mắt lom lom chờ đợi, thình lình thấy phía trên đầu lờ mờ có bóng người vẹt nước lướt tới, ngỡ là Hoàng Dược Sư đuổi đến, lập tức đạp chân lặn trồi trở lên, vung cây Nga Mi Thích đâm vào huyệt đơn điền dưới bụng dưới của đối phương kêu sực một tiếng ghê rợn.
Trịnh Thiên Vân không ngờ nổi là sự đột kích bất ngờ vừa rồi lại thành công dễ dàng như thế. Thầm mừng trong bụng, vội ngoặt mạnh ngọn Nga Mi Thích một cái, kéo cả ruột gan của đối phương ra có nùi, máu tươi vọt phúng ra, đỏ hồng cả một khoảng nước. Đáng tội cho cổ đầu ngơ ngào tung hoành Đông Hải suốt đời người, lại chết trong tay của đồng đội Trịnh Thiên Vân. Trịnh Thiên Vân vừa rút ngọn Nga Mi Thích ra, thi hài của đối phương liền nổi phiều lên mặt bể, khiến y giật mình kinh ngạc vô cùng. Y dự hiểu là bản lãnh của Hoàng Dược Sư rất cao cường, một cái đâm bất ngờ vừa rồi mà có thể giết chết chàng được như vậy sao? Trong lòng lấy làm hồ nghi bất định, chẳng lẽ lại đâm nhầm người của Bổng Đảo sao? Trịnh Thiên Vân còn đang lưỡng ước băn khoăn, chợt thấy sau gáy có một bàn tay cứng như sắt nguội chọc cứng cần cổ mình. Trịnh Thiên Vân vì quá bất ngờ hốt hoảng mở miệng ra, nước biển được dịp tuôn vào bụng nghe ồng ọc như chạy vào lò cống. Tiếp theo đấy, bụng dưới bị nện cho một quyền thích đáng. Trịnh Thiên Vân đau quá, vừa mở miệng thì nước biển lại một phen nữa chạy vào miệng. Hắn uống nước một hơi đã lâm vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Hoàng Dược Sư liền nắm đầu sách lên khỏi mặt nước. Lúc ấy Thống Hải Trường Kinh mới kịp nhìn thấy cái tử thi của y đâm chết lúc nãy đang nổi lên bền trên mặt nước kia, lại chính là người bạn kết nghĩa Võ Nguyên Khánh. Y buộc miệng kêu a lên một tiếng. Hoàng Dược Sư khi ấy mới quát to: cái thằng giặc thối, thấy rõ chưa, mày ở dưới nước ám toán ta không xong, lại nhà đồng bọn của mình mà đâm chết, có người bầu bạn cùng mày đến, Uống Tử Thành chết cũng đành giả rồi vậy. Trịnh Thiên Vân chưa kịp đáp, ngọn chưởng của Hoàng Dược Sư đã chém xả xuống, bể cả óc sọ trắng vọt ra ngoài, chết liền không rên một tiếng. Giết xong hai đầu đảng Đông Hải Vương, Hoàng Dược Sư thuận tay đoạt lấy thanh bối đao của họ Trịnh, cắt lấy thủ cấp hai người buộc sâu sách vào tay. Lúc ấy chiếc lầu thuyền chẳng ai lèo lái, bị sóng đánh trôi dạt xa tích mù 100 dặm ngoài. Nhưng Hoàng Dược Sư là người tinh thông thủy tính, lập tức lội đuổi theo chiếc thuyền, nắm lấy tấm ván bánh lái, lật mình một cái đã nhảy vút lên thuyền, kiểm soát trước sau mũi lái. Trừ bạc nén chất trong khoang ra, không còn một tên nào sau lái. Hoàng Dược Sư mới bỏ hai chiếc thủ cấp xuống dông buồm, quay lại trực chỉ về phía bờ biển Triết Giang. Lần này Hoàng Dược Sư đơn thân bình định Hắc Phong đảo, một người một thuyền sát hại trên 600 tên cướp biển. Sau trận quyết chiến kinh khủng ấy, uy danh của Hoàng Dược Sư chấn động khắp cả miền Đông Hải Triết Giang, trở thành một tôn sư duy nhất miền Đông. Tổ cùng với Trung Thần Thông, Bát Cái, Nam Đế, Tây Độc lừng danh trong thiên hạ. Chiếc lầu thuyền của Hoàng Dược Sư qua hai ngày một đêm thuận theo ngọn gió, đến chiều ngày thứ hai đến phụ cận vùng bờ biển Hà Nam. Lúc ấy nơi Thanh Vân Thôn, Võ Hồng Quang và Phùng Hương Điệp, vì thấy Hoàng Dược Sư đã đi mấy ngày mà chưa trở về, trong lòng hết sức nóng nảy lo âu, sợ chàng gặp chuyện rắc rối, nên nhờ cậy vài người dân làng đi dọc theo bờ biển dò la trông chừng tin tức. Họ vừa thấy Hoàng Dược Sư cập thuyền vào bờ an lành trở lại, thật mừng còn hơn bắt được vàng, hoan hỷ hét vang dậy. Hoàng Dược Sư bèn bảo bọn họ: ta đã phá tan sầu huyệt của bọn cướp biển Hắc Phong đạo, chém lấy thủ cấp của hai tên chúa đảng đem về đây, kể như đã báo được quyết hải thâm thù cho Phùng cô nương, lại còn đem về vô số tài vật của bọn cướp. Các người mau trở về kêu gọi dân làng ra đây khiêng về. Đám dân làng cả mừng chạy như bay trở về. Không bao lâu, Võ Hồng Quang dẫn theo một đám đông dân làng rầm rộ đến nơi, nhìn thấy trong khoang thuyền bạc nén từng đống trắng chói cả mắt, hớn hở vui cười. Một hô trầm hứng gồng gánh số bạc trở về thôn. Hoàng Dược Sư cắt lấy một chéo buồm bao gói hai chiếc thủ cấp đỏ lòm máu me kia trở về Thanh Vân Thôn. Phùng Hương Điệp thấy Hoàng Dược Sư nửa mừng nửa thẹn, lại thấy trên tay Hoàng Dược Sư ôm một cái bọc lớn, bèn hỏi: tướng công, trong tay tướng công cầm vật chi thế? Hoàng Dược Sư cười thật dịu dàng đáp: à, đây là chiếc đầu lâu của kẻ thù đã giết cha mẹ của cô, nên tôi cắt đem về đây cho cô hả tức. Chở, còn chở theo 20 dặm lặng bạc trong trại cướp đem về, dù cho cô ăn tiêu suốt một đời cũng chưa hết.
Nói đoạn rủ Mạnh gói vải bồm trên tay ra, hai chiếc đầu máu me lem luốc rơi lông lóc xuống mặt đất như hai trái dưa hấu. Phùng Hưng Điệp cúi xuống nhìn xem quả đúng là đầu của hai tên tướng cướp Đông Hải Vương, mừng sở đến suýt ngất đi. Hoàng Dược Sư bèn bảo nàng: "Cô nương, số bạc từ xào huyệt bọn cướp trở về đây, xin nhường lại một phần cho cô. Đám tham quan ở Thiệu Hưng cũng đã bị tôi trừng trị tẩn vía rồi, cô có thể trở về cố hương an cư lạc nghiệp mà chẳng còn gì lo nữa." Phùng Hưng Điệp ngập ngừng giây lâu mới đáp: "Không, tôi không cần vàng bạc, cũng chẳng muốn trở về làng cũ. Nếu tướng công không chê, tiện nữ nguyện đến đảo Đào Hoa làm kẻ nữ tỳ hèn hạ, suốt đời hầu hạ bên tướng công." Hoàng Dược Sư hiểu lời nói của Hương Điệp vừa rồi là rõ ràng có ý gửi thân cho chàng. Chàng thầm nghĩ nửa đời giang hồ lang bạc là có cái diễm phúc được một người vợ sắc thấm qua nhường, phong tư dịu dàng đầm thấm, con người vẹn đâu như thế còn muốn gì hơn nữa. Song vì Hoàng Dược Sư là một danh sĩ quen thói khí khái trượng phu, không muốn làm cho người khác dèm xỉm mình là kẻ thi ân cầu lợi để cưới một cô gái mồ côi, nên chàng lắc đầu nói: "Cô nương vậy sao đặng, Đào Hoa đảo tuy phong cảnh thanh tú nhưng chẳng qua chỉ là một cô đảo giữa biển khơi, cách biệt thế giới bên ngoài thạnh trị vắng buồn, cô làm sao mà ở được?" Phùng Hương Điệp đáp: "Lời của tướng công sai chăng? Thở xưa Lâm Hòa Tĩnh với nếp sống cỗi mai làm vợ, hạt trắng làm con, tự cho mình là người trong giới thần tiên ngoại tục. Thiếp tuy bất tài cũng không sợ tịch mịch là gì." Hoàng Dược Sư nghe lời đáp trong lòng hết sức cảm động. Nguyên vì thời Bắc Tống có một vị tu sĩ tên Lâm Thông tại đất Giang Nam, tự xưng là Hòa Tĩnh tiên sinh, không thích công danh, ẩn cư nơi biệt giả. Lúc về già ngủ tại bến bờ Tây Hàng Châu, trước cửa nhà mình trồng mấy cụm mai to, lại nuôi được hai con hạc trắng. Có người hỏi ông tại sao chẳng chịu cưới vợ, chẳng lẽ không muốn có con để nối hậu sao? Lâm Thông bèn mỉm cười, lấy tay chỉ cụm mai trước nhà và đáp: "À, đó là thê phòng của tôi." Lại chỉ vào mấy con hạt đứng sớ rớ kế bên chân và nói: "À, còn đây là con tôi. Lâm mộ này lấy mai làm vợ, có hạt là con. Cần gì phải như thói tục không chịu nổi kia, nhất định phải cưới vợ mới được hay sao?" Do đó người mới có câu chuyện Hòa Tĩnh tiên sinh và mai thê hạt tử. Lời của Phùng Hưng Điệp vừa rồi làm cho Hoàng Dược Sư không khỏi bật cười to lên và nói: "Chẳng ngờ hoàng cổ tôi lại còn có một hồng nhan tri kỷ như thế. Tốt số thầy, cô nương đã nói như thế, tôi cũng chẳng hẹp gì mà không đưa cô nương đến Đào Hoa đảo sống thử một phen." Hoàng Dược Sư bèn đem 20 vạn lượng bạc phân phát cho tất cả cư dân làng Thanh Vân Thùng, mỗi người được lãnh hơn 100 lạng. Vui mừng hớn hở ca tụng công đức họ Hoàng chẳng tiếc lời. Hoàng Dược Sư lưu lại Thanh Vân thêm vài ngày rồi cùng Phùng Hưng Điệp, Võ Hồng Quang đáp thuyền trở về Đào Hoa đảo. Sau đó Phùng Hưng Điệp thành hoàng phu nhân, Hoàng Dược Sư tự dựng được một cô vợ mỹ mạo song toàn, nhưng tiếc thay hồng nhan bạc mạng vì nàng cưỡng đọc Cửu Âm Chân Kinh của Châu Bá Thông. Do đó mà tạ thế, trước khi Lâm Chung sanh được một cô con gái tên Hoàng Dung, tính tình cao ngạo cổ quái y như Hoàng Dược Sư chẳng khác. Hồi thứ 68, Sức Du Viễn Phương. Nhắc lại toàn chân giáo chủ Vương Trùng Dương, sau khi lên đại hội luận kiếm Hoa Sơn trở về thì được danh thiên hạ đệ nhất bá, quay danh chấn động sáu cõi, nên chẳng bao lâu nhân vật võ lâm trên khắp miền Nam Bắc các tỉnh đều biết đến bản lãnh cao sâu của Trùng Dương, nối tiếp nhau kéo đến Tung Sơn. Những nhân vật võ lâm ấy, một số vì muốn thi tranh tài nghệ với Trùng Dương, một số muốn được kết thân với chàng, không đầy mấy tháng trời mà vô số
đồng đạo võ lâm kéo đến Tùng Sơn không dưới số 30-40 người. Trùng Dương tuy dặn dò Mã Ngọc, Khâu Sứ Cơ tìm lời không khéo từ chối khách lạ, nhưng cũng cảm thấy hết sức phiền trí bực lòng, nên một hôm bèn phân trần với Châu Bá Thông. Này sư đệ, thật là tự Ngô huynh chuộc lấy sự bực trí. Đáng lẽ Ngô huynh chẳng nên đến Hoa Sơn so tài võ nghệ để làm gì, dẫn dắt bao nhiêu tục khách đến quấy nhiễu mái Tung Sơn. Vừa nói đến đây, Châu Bá Thông đã vọt miệng ngắt lời: sư huynh đừng có trách tiểu đệ là lắm miệng. Những thứ tìm đến so tài sư huynh chẳng tên nào được lòng dạ tốt cả. Sư huynh không chịu động thủ cùng với họ thì thôi, sao chẳng để cho tôi đánh họ phun phẫn té tiểu ra công đua mà chạy một lần cho họ tẩn. Trùng Dương nạt to: nói xạm, nếu một người luyện võ công cốt chỉ để đánh lộn với người thì chả quá ra gieo rắc thù hận khắp nơi chăng, thà chẳng học võ còn hơn. Đừng có nói chi đâu xa, năm trước sư đệ chỉ vì háo thắng tự cường mới bị hai anh em song quái họ Âm dây khổn tại Đông Hải, lại bị nhìn đối ở Đào Hoa Đảo. Bài học đó sư đệ quên rồi sao? Châu Bá Thông thẹn thùng đỏ mặt, cứng họng hết lời. Khâu Sứ Cơ cùng bọn người đứng bên bụng miệng cười khúc khích. Trùng Dương nhìn ra xa ngoài núi, thở dài một tiếng buồn bã rồi đứng dậy nói: Bá Thông sư đệ, Ngô huynh định sáng mai du hành phương Nam một chuyến, sư đệ ráng ở nhà dạy dỗ mấy đứa đồ đệ vậy. Lời chàng vừa thốt đến đấy thì bảy đệ tử của toàn chân phái đều giật mình kinh ngạc, chắp tay cúi đầu cung kính thưa: tại sao sư phụ lại đồng ý diễn hành như thế? Trùng Dương đáp: từ mấy tháng nay dân Hà Đông của ta ồn ào như cửa chợ, hết người này lại đến người khác tìm thầy để kết giao bái sư. Một nơi thanh tịnh tốt lành bỗng chốc biến thành một trường danh lợi ô trọc, cho nên thầy muốn rời động du hành. Một là tạm thời tránh khách, hai là tai mắt được phần nào thanh tịnh. Các con phải ngoan ngoãn cùng sư thúc Bá Thông luyện tập tài nghệ nghe chưa? Châu Bá Thông chợt lên tiếng: sư huynh, tôi đi theo với sư huynh vậy. Trùng Dương hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: sư đệ, lần này ta đến phương Nam là vì muốn tránh đám tục khách kia đến quấy rầy, sư đệ cũng đòi đi theo ta với dụng ý gì? Châu Bá Thông đáp: sư huynh đâu có rõ, lần trước sư huynh đến Hoa Sơn cùng cái tên chích bầm Âu Dương Phong đánh lộn nhau, để một mình để ở nhà với mấy sư điệt thiệt là buồn thối cả ruột. Nếu kỳ này sư huynh không đưa tôi đi, đừng trách sao tiểu đệ gây quả cho sư huynh. Trùng Dương càng la lùng hỏi dồn: gây quả dữ, sư đệ nói năng gì thế? Châu Bá Thông gãi đầu: sư huynh còn phải hỏi, nếu sư huynh đi rồi bọn tội ấy đến lên Yên Hà Động quấy rầy, tiểu đệ kể mặt họ, động nào phái nào thấy mặt là đập liền, một tên đập một tên, hai đứa chơi hai đứa, cùng với bọn chúng đánh chơi cho bỏ ghét. Trùng Dương cả kinh nói: sư đệ, em định làm treo với Ngô huynh đó chăng? Châu Bá Thông đáp: sư huynh muốn tôi cũng đừng làm treo cũng chẳng có khó, đem tu theo là mọi việc đều êm. Trùng Dương biết rõ tánh tình của sư đệ, hãy nói thì làm, không chút đắn đo hơn thiệt. Nếu y đã nói cùng người đánh lộn thì thế nào cũng xảy ra cuộc ấu đả, chàng không có ở Yên Hà Động lấy ai mà quản thúc y. Trùng Dương chẳng biết làm sao, chỉ còn cách dậm chân đáp: ây, thôi thôi, tôi đưa ông Mảnh đi được rồi. Châu Bá Thông nghe Trùng Dương cho mình đi theo, mừng như mở cờ trong bụng, cười hằng hắc nói: như vậy mới thật là hảo sư huynh, thỉnh tướng không bằng khích tướng. Sư huynh, anh trúng kế khích tướng của tiểu đệ rồi. Trùng Dương bị y nói như thế thiệt là lỡ khóc lỡ cười, nhưng đã lỡ hứa cho y theo không thể nuốt lời. Hai anh em bèn quyết định sáng sớm hôm sau rời khỏi Yên Hà Động xuống núi Vân Du miền Nam. Lần du Nam này Trùng Dương đã có định ý đến thành Đại Lý ở đất Vân Nam thăm viếng Nam Đế Đoàn Hoàng Gia, nhưng chàng chẳng hề nói ý mình cho sư đệ biết.
Anh em Trùng Dương khi xuống núi liền theo đường Quyển Lạc thẳng về hướng Tây, qua ranh giới Hà Nam, xuyên qua dãy Trường Sơn, Phục Ngưu, Trung Điều, Hồng Nghi, trực chỉ đến Đồng Quang, Đồng Quang cận biên giới Thiểm Tây. Con đường này đối với Châu Bá Thông lạ lắm, nên y bèn ngạc nhiên hỏi. Sao thế, sư huynh có định tới Hoa Sơn nữa không? Trùng Dương lặng thinh, lắc đầu chẳng đáp. Sau khi vào biên giới Thiểm Tây, chàng không đi về hướng Hoa Sơn, lại tẻ qua đường đến Đại Tản Quan. Bá Thông mới vỡ lẽ. Ồ, thế ra sư huynh định vào Tứ Xuyên, sao chẳng sớm nói cho tửu đệ biết với? Trùng Dương chỉ khẽ mỉm cười, lầm lũi tiến về phương Nam. Đầu óc đang bận quay về với thời gian năm xưa. Lần đầu tiên chàng đến viếng Đại Lý Quốc, tình cờ cứu được triều đại họ Đoàn khỏi cơn quốc biến. Thì ra thành Đại Lý là thủ phủ của Nam Chiến Quốc. Quốc Dương là dòng họ nhà thế đại tương truyền ngôi báo. Nam Chiến Quốc là một quốc gia duy nhất của dân tộc thiểu số ở biên cương hai tỉnh Vân Nam, Quý Châu. Trước kia là Lục Chiến Quốc, qua đời Ngũ Đại, Tàn Đường, binh hoài cả dậy. Sau khi nước sanh nổi loạn, có một quan đại thần họ Đoàn, tổ tiên của Đoàn Hoàng gia hiện tại, dắt cả gia tộc Đào Vong đến biên trấn, lập thành Nam Chiến Quốc, truyền đến vua Hiếu Tông đời Tống Quốc Vương, Nam Chiến là Đoàn Thạnh, dân quen gọi ông là Lão Hoàng gia. Đoàn Thạnh là một quốc vương anh hùng đại lược, siêng năng cần mẫn, việc quốc chánh khiến cho một quốc gia tiểu nhược trở thành thạnh trị. Trong thành Đại Lý, dân sung túc ấm no, người đi đường không lụm của rơi, đêm không đóng cửa ngõ, mường tượng như một thiên đường thế giới. Lão Đoàn Lão Hoàng gia tuổi đã nửa đời, tam cung lục viện thê thiếp dẫy đầy, nhưng chỉ sanh được một mụn thế tử tên Đoàn Cẩm, chính là Nam Đế, đã liệt danh trong hàng ngũ bá võ lâm trong kỳ Hoa Sơn Luận Kiếm vừa qua. Đoàn Cẩm từ nhỏ đã tỏ ra rắn mắt háo động, thích võ hơn văn. Một hôm vào tiết tháng 2, khi khí sương phơi phới trong thành, ngoài nổi muôn hoa ngạt ngào sắc thắm hương thơm, thái tử Đoàn Cẩm cảm thấy tay chân ngứa ngáy vì thời tiết rực rỡ quyến rũ, bèn dắt vài tên tùy tùng đến Phỉ Thúy Hồ để du ngoạn. Hồ Phỉ Thúy cách xa thành Đại Lý 10 dặm về phía bắc, mặt hồ rộng chừng 20 dặm vuông, nhưng cảnh sắc u nhàn mỹ lệ vì núi thẳm nước xanh, quanh năm mặt nước phẳng lì như một viên ngọc bích, nên sĩ phu miền Trấn Tây mới đặt tên là Phỉ Thúy Hồ. Đoàn Cẩm cùng đoàn tùy tùng đến bên bờ hồ, thấy nước trong leo lét, rất dễ thương, cảm thấy trên người lại nóng bức khó chịu, muốn nhảy ngay xuống hồ xanh biếc kia tắm cho mát, bèn quay lại bảo thị vệ cởi áo cho mình. Bọn tả hộ cùng kinh hãi quỳ xuống can ngăn: Tàu điện hạ, không thể tắm ở đây được, vì hồ Phỉ Thúy từ ngày xưa tới nay không ai xuống tắm bao giờ, hãy nhảy xuống là mất mạng ngay. Đoàn Cẩm hết sức la lùng, bèn hỏi: Trong hồ có yêu quái ăn người chăng? Nội thị bèn bẩm: Vì điện hạ chưa biết, dưới đây hồ có một con quái long ẩn mình, mỗi kỳ trăng tròn tháng 3, tháng 5 liền xuất hiện trên mặt hồ, dùng dãy dưới ánh trăng hào quang vàng lé mắt. Đã có nhiều người ở bên hồ nhìn thấy qua, nên không ai dám léo hánh đến bờ hồ trong vòng 50 bước mỗi khi về đêm. Có mấy đứa bé người mèo thử xuống hồ tắm chơi, nhưng rồi mất tích luôn, cho đến thi hài cũng chẳng còn, nghe đồn là bị con khủng long ấy ăn thịt mất. Đoàn Cẩm vô tính cường ngạo, bèn bảo tả hữu: Trời đất thanh bình như thế này, làm gì lại có yêu quái ăn thịt người? Đừng có nghe thiên hạ đồn vào căn cứ mà tin nhảm. Dù có con quái long đi nữa, ta nhất định cũng xuống tắm xem con quái long ấy ra sao, thuận tiện giết chết nó để trừ hại cho dân lành. Nội thị xúm nhau hết sức khuyên can, chẳng ngờ càng làm cho vị tiểu hoàng gia cứng đầu kia thêm nổi giận, trút phăng thanh thất thủ đao bên mình ra, hoa lên trong không khí và quát to: Đứa nào ngăn trở không cho tao tắm, ta sẽ ngoái cho một đao thấu tới sau lưng cho biết tại.
Bọn nội thị hốt hoảng vẹt ra hai phía, chẳng tên nào dám lải nhải thêm một câu. Chỉ vì tiểu hoàng gia này trời xanh dị bẩm sức mạnh vô cùng, tánh khí như lửa đốt, mỗi khi nổ xung lên là bất kể thân sơ xa gần, bọn họ chỉ đành nín lặng tiếng mặt. Nín lặng tiếng mặc cho tiểu chủ tự do hoành hành. Đoàn Cẩm đắc chí cười lên ha hả, rồi ông dung cởi bỏ quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót, một tiếng chân nhúng nhảy tòm xuống, hụp vùng vẫy thỏa thích dưới nước hồ xanh mát, hết lội lui lội tới, lại đánh đu theo mấy nhành cây dê ra bờ hồ, cười lên cầm cắt vang cả núi rừng. Bọn nội thị thấy Đoàn Cẩm nô đùa rất cao hứng, sự sinh nghi trong lòng đã tiêu đi phần nửa. Ngờ là câu chuyện quái long chẳng qua chỉ là một câu chuyện thần kỳ bịa đặt của đám dân quê không công ngồi rồi vẫn đứng lên cho vui miệng mà thôi. Đoàn Cẩm đùa nghịch ven bờ hồ rồi cảm thấy gần nước bờ cạn quá không mấy hứng, bèn lội ra giữa hồ. Chàng vừa lặn sâu cách bờ hồ độ 10 trượng, chàng cảm thấy dưới bàn chân có một vật mềm mềm trơn trơn lạnh quấn lấy bàn chân của mình. Đoàn Cẩm lúc đầu ngỡ là một con cá lớn trong hồ chạm phải thân mình, tánh chàng vốn ỷ lại hay nghịch lại, lập tức lặn sâu dưới nước định bụng bắt con cá to ấy chơi. Thình lình nơi chân đau nhói lên dữ dội, dường như bị một vật gì nhọn cứng đâm vào da thịt. Trong lòng đang lúc sợ hãi thì bỗng nhiên nghe những tiếng đập nước đùng đùng cách đấy 7-8 bước, rồi trong vùng sóng nước tung tóe ấy hiện lên một chiếc đầu quái vật lớn như cái đấu, lốm đốm sắc vàng đen quậy trên mặt nước vài cái rồi lập tức lặn mất ngay. Bọn thị vệ trên bờ hồ nhìn thấy rõ ràng hốt hoảng réo gọi gian dậy: "Điện hạ ơi, không xong không xong, quái long đã chạy đến rồi, chạy mau, leo lên bờ chạy cho mau." Đoàn Cẩm nghe bọn thị vệ réo gọi om sòm trong lòng rất ghét, nhất định ở lì dưới hồ trêu bọn họ chơi. Hơn nữa bản tính trời xanh lại ghét ác như kẻ thù, thầm nghĩ quái vật núp mình trong hồ kia quyết không phải là rồng, tuy chưa hề tận mắt thấy trong sách vở. Trông có thể đằng vân biến hóa, hốt khí thành mây, hạ hơi thành mưa, có đâu chỉ núp dưới sâu, ở dưới đáy nước hồ để cắn chân mình. Như thế nhất định chỉ là loại thủy quái mà thôi. Chàng lại là kẻ có sức mạnh hơn người, thủy tính lại tinh thông, hà tất lại sợ nó. Trong tay lại có sẵn một lưỡi dao găm sắc bén, thật là cơ hội tốt để trừ khử vật ác giúp ích cho lê dân. Chủ ý đã quyết, bèn chẳng thèm lội lên bờ, mặc cho đám thị vệ kêu reo. Hồi thứ 69, thân thế của Nam Đế. Chàng bình tĩnh lội ra giữa hồ, vừa lội ra độ 4-5 trượng, chợt nghe dưới chân bị giật mạnh một cái. Tiếp theo đó hai cổ chân chàng bị một chiếc đuôi mọc đầy vảy cứng quấn chặt và kéo mạnh xuống, thân hình có Đoàn Cẩm chìm lẻm xuống đáy hồ ngay. Sự nguy hiểm quá ư bất ngờ ấy, nếu gặp phải kẻ khác tất cả quýnh quán tay chân vùng vẫy loạn xạ, nhưng Đoàn Cẩm vẫn không chút bối rối, hít đầy một hơi khí trời vào phổi, lặn tuốt xuống nước. Ngọn dao găm liên tiếp vung ra 7-8 nhát đâm vào chiếc đuôi nhắm xì đang quấn chặt hai chân chàng, máu từ đuôi quái vật phun ra đỏ hồng cả một khoảng nước hồ. Quái vật đau quá không chịu được, liền nới lỏng chiếc đuôi ra, nhảy lồng lên khỏi mặt hồ. Bọn thị vệ đồng thanh hét sướng lên: "À, cá to, cá to, con cá to quá cỡ." Thì ra chiếc đuôi mà con vật đã quấn chặt đôi chân của Đoàn Cẩm trần tru chẳng có gì cả, tựa như chạch cũng không phải chạch, mà là một loài quái ngư to lớn từ đầu chí đuôi, dài độ 3 trượng, to như cái thùng cây, đầu nhọn và dẹp, toàn thân sắc vàng óng ánh, lại lốm đốm hoa đen. Cái nhảy phóng mạnh vừa rồi cao khỏi mặt nước 1 trượng ngoài, trên lưng vảy vàng long lánh chói mắt, trời trở xuống đánh ầm một tiếng, sóng bổ cao như ngọn núi nhỏ, bọt nước sôi ùng ục quậy cả chất bùn dưới đáy hồ lên đục ngầu cả một khóm nước xanh veo. Đoàn Cẩm thấy rõ toàn thân con vật lộ trên mặt nước, liền phóng người nhảy ào đến, ngọn dao găm trên tay nhắm ngay sườn con quái vật thích mạnh một cái, rạch một đường dài trên lưng con quái vật gần gang 2 tấc, máu phun ra như ngọn suối đỏ.
Quái ngư vì đau quá nổi điên, chiếc đuôi quẩy mạnh uốn vòng từng đoạn, trong nháy mắt đã quấn khắp người Đoàn Cẩm trên 4-5 vòng siết chặt lại. Đoàn Cẩm trong lúc gấp rút vùng lưỡi đao nhắm ngay dưới ức con vật đâm nhầu, sức đâm vừa rồi quá mạnh nên ngọn đao lúc mất cái mũi lẫn cán vào họng con quái ngư. Tuy bị trúng ngay chỗ yếu, nhưng vì thân hình quái ngư to lớn dị thường, sức chịu đựng rất bền, nên trong nhất thời không sao giết chết được nó. Quái vật càng đau ráng siết chặt thân mình, đẩy vẫy vào thân hình Đoàn Cẩm khiến chàng đau nhức khắp châu thân, xương cốt cơ hồ bị gãy ra. Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 56 đã để chấm dứt, xin tiếp tục theo tập thứ 57.